Vâng, lời đầu tiên được cho em số lúc đó xin được gửi lời chào đến toàn thể là các bác yêu thanh trần mọi miền tổ quốc nhé. Vâng, chào năm 2024 với một cái điều rất là may mắn. Mới đầu năm thôi, em Xuân đã may mắn lấy được cho mình một cái lô súp, một cái lô súp Roran sử dụng driver xịn của RCF. Thì như các bác đã biết rồi, với những dòng súp mà sử dụng driver của RCF hay là dòng vậy, chúng ta hay gọi là súp RCF ấy, thì ở trên thị trường tôi thật các bác là nó nhiều lắm. Nhưng mà để lấy được một lô súp xịn thì thực sự là khó. Đấy. Đối với cửa hàng em số lúc đó không vậy luôn. Tất cả những cái lô súp hay là những lô loa mà sử dụng driver có RCF xịn á, bên em lấy được hàng nhưng cũng chưa thể vui được đâu ạ. Bởi vì hàng nó phải về tới cửa hàng rồi, nó phải về đến nhà, tự tay mình kiểm tra, xác nhận đó là hàng xịn rồi, lúc thực đó mình mới vui vậy ạ. Thì mình mới vui ăn mừng được. Chứ còn thực ra là khi mua trong hình ảnh người ta chào hàng á, thì các bác biết là hàng nhái bây giờ của RCF nó quá tinh vi. Năm nay đó là năm 2024 và họ làm nhái nó kinh khủng lắm, nó không giống như năm 2000 ngày xưa nữa. Và bây giờ cái độ hoàn thiện họ làm nhái gần như là rất là khó chúng ta nhìn ra. Nhưng có một cái mà không thể làm nhái được, đó chính là cái gì ạ? Nó chính là cái chất lượng. Cái chất lượng thì chúng ta sờ vào cái hàng xịn và sờ vào cái hàng nhái nó khác rất là nhiều. Độ hoàn thiện và chất lượng linh kiện nó khác rất là nhiều. Thì ngày hôm nay được cái hàng này em về đã được kiểm tra kỹ càng và thực sự may mắn khi được sở hữu cho mình một cái lô súp Roran 50 sử dụng toàn bộ bát của xịn của RCF và đã được kiểm tra hết và zin 100%. Cái lô này của em thì nó rất là may mắn khi em lấy được số lượng là lên tới 50 chiếc. Hiện tại được bên em mới vệ sinh được 20 chiếc thôi, thì vệ sinh đến đầu bán đến đấy chứ cũng không thể vệ sinh một lúc được. Thì nói luôn các bác luôn là với dòng súp này thì có rất là nhiều anh em thợ cũng mở ý là muốn chia sẻ lại một chút. Cũng mong các bác thông cảm như thế này, bởi vì mới đầu năm thì thực sự là hàng hóa nó hơi khó mà cửa hàng em lại không được nhiều, cho nên cho em xin phép được là để lại lô này để bán chia sẻ cho anh em lẻ thôi, chứ cũng không chia cho anh em thợ được, cho nên anh em cũng thông cảm. Đấy, thì với dòng súp này hiện tại cửa hàng em Xuân đang bán với giá là 8 triệu đồng cho một chiếc bán lẻ các bác nhé. Đấy, 8 triệu đồng cho một chiếc. Hàng tất cả sẽ được kiểm tra kỹ càng cho bác, từng cái keo, từng mọi thứ phải là xịn zin 100%. Thứ nhất là em sẽ đo kích thước cho bác xem trước đã. Kích thước của quả súp này, thứ nhất là chiều ngang. Chiều ngang quả súp này nó là 55 các bác nha, nó sẽ là 55 gần 56. Đấy. Chiều sâu là 69 các bác nha, chiều sâu là 69. Và chiều cao là 59. Xin thưa các bác, đây là kích thước để các bác có thể hiểu rõ được về cái không gian gia đình cho mình có vừa hay không. Thì xin thưa các bác là đây là những quả súp là có thể nói là RCF rất là đẹp. Và tất cả những quả ở đây, quả nào cũng đẹp giống nhau, chứ không cần các bác phải bảo em ơi, em Xuân ơi, chọn cho anh một quả đẹp nhất nhé. Tất cả nhìn ra những cái đồ hoàn thiện của RCF nó rất là mịn màng, nó sắc nét cực kỳ luôn, từng cái chất lượng mọi thứ luôn. Có buồn một chút đó là một số cái tem này để bên em bị bóc trộm mất. Thực ra là bóc trộm này thì các bác biết rồi, đa số là anh em Việt Nam mình thôi. Qua bên kho rồi tháo ra là bóc vài cái tem này về, nhiều khi là có dùng cái gì dùng thôi. Cho nên là ai bóc trộm vài cái thì hơi tiếc. Thì cái này em sẽ cố gắng là đặt mấy cái tem rồi em sẽ bù vào cho các bác. Cái quan trọng nhất đây là sẽ phải xịn đúng chuẩn RCF, bởi vì RCF em Xuân làm rất là nhiều. Và khi mua hàng em Xuân thì bác biết rồi, em va chạm rất là nhiều RCF. Và khi em nhìn là biết đây là xịn. Kể cả các bác có vứt hết toàn bộ tiền thì khẳng định luôn, các bác có vứt hết toàn bộ tiền, bác không để lại một cái gì hết, các bác đưa cho em có biết đó là xịn hay là không. Đấy, đó là một cái kinh nghiệm mà đã làm lâu rồi thì nhìn phát là biết ngay, có chạy đằng trời cũng biết được. Đấy, cho nên là dăm ba cái tiền mà một số anh em làm hàng nhái mà cứ dán cho đầy đủ là không ăn thua đâu ạ. Tất cả mọi thứ này bao nhiêu đây, em cho bác xem này, tất cả mọi chiếc đang đẹp cả, chứ không phải là riêng một chiếc nhá. Đấy, từng cái chất liệu màng luôn. Đây, từ cái chất liệu màng em chưa vào chùi các bác này. Màng em còn chưa thèm vệ sinh nhá, đang còn để nguyên này. Em còn chưa là lau một cái gì hết, đang để nguyên đúng bãi luôn. Khi nào mà đi em mới vệ sinh. Đấy. Khi nào mà đi thì em mới đầu với lau chùi bác nhá. Gần ba sóng này, màng gần này, rốn rác đang còn zin đét hết nhá. Cổ két này bác nhìn này. Zin 100% bác nhìn nhá. Tất cả mọi thứ là zin 100% luôn, hàng cực kỳ đẹp cho bác luôn. Mọi thứ gọi là zin đét đến độ hoàn hảo luôn. Đấy, tất cả mọi thứ đều là zin đét đến độ hoàn hảo luôn. Và những anh em nào đang có điều kiện, đang có nhu cầu để chúng ta chơi một quả súp xịn driver xịn nhập khẩu made in Italia thì hãy liên hệ với em Xuân theo số điện thoại ở phía dưới màn hình đây các bác nhé. Chắc chắn là nó sẽ là một trong những dòng súp mà sẽ làm bác cực kỳ ưng ý. Mã này là mã bát là LF18G 401 các bác nhé. Đấy, một trong những dòng bát đời tem đen rất là nổi tiếng của hãng RCF. Đấy,
thì tiêm đen và tiêm xanh, điểm đen thì nó sẽ ra đời sau, tiêm xanh nó sẽ ra đời trước các bác nhé. Đấy, tất cả những quả súp ở đây đều đã được kiểm tra kỹ càng và khi chơi thì phải nói là tuyệt vời. Lưu ý cho em một điều, để đánh được một quả súp hơi 50, nếu đánh gia đình chúng ta cắt súp tốt thì tối thiểu công suất đẩy còn phải tầm 800 triệu lên, đó là tối thiểu các bác nhé, tối thiểu để tạm để chơi tạm được đấy. Và nếu mà tốt nhất chúng ta nên chơi từ 1.000 cho đến 1.200 thì chúng ta sẽ có một con đẩy đánh súp tốt nhất. Đấy. Nếu bác nào mà hiện tại gia đình mà chúng ta chưa có súp, chưa có đẩy thì chúng ta nên mua một con đẩy công suất tầm khoảng đâu đó khoảng 500-600 và chúng ta đánh gộp kênh lại, đánh cái độ bà rít hoặc bà rai á thì chúng ta sẽ đánh một quả súp này nó hoàn hảo nhất các bác nhé. Đấy. Khi các bác mua súp thì liên gọi cho em Xuân để em Xuân tư vấn thêm cho bác cách chúng ta bố trí súp như thế nào để hợp lý và làm sao để cho đồng pha tôi không bị gây ảnh hưởng quá nhiều. Đấy, thì đối với những quả súp RCF xịn này thì chắc chắn chất âm rất là hay và không thể ai thể chê được đâu. Nếu mà đến một dòng súp mà nhập khẩu từ châu Âu về mà bây giờ mọi người còn chê được nữa thì thực sự không biết dùng súp gì cả. Cho nên là mỗi quả súp này khi chúng ta sử dụng thì chắc chắn nó sẽ rất là hay. Và cái quan trọng nữa là chúng ta phải biết cách cắt súp cho nó chuẩn, mềm mại và cách bố trí, cách đồng pha thì ảnh hưởng nó sẽ cho một cái bộ dàn thực sự hoàn hảo. Em phải nói mà từ đây là nó hoàn hảo, nó quá hoàn hảo, bởi vì một dòng súp mắc tiền nó đi cùng với những bộ dàn đẳng cấp đấy. Thì chúng ta hay gọi bằng câu vui vẻ là gì ạ, chân dài thì đi cùng với đại gia vậy đấy. Đấy, đương nhiên là một cái súp này thì nói về chân dài không để dài cũng chưa phải, bởi vì là giá hàng bãi hiện tại bây giờ chưa đến 10 triệu một quả. Nhưng hãy nhớ một điều là khi có súp này mới thì giá nó không hề rẻ. Khi có súp này nếu mà mới thì giá không hề rẻ bác ạ, chắc chắn nó tầm khoảng độ chuyện 20-30 triệu một quả, không hề rẻ. Nhưng đến ngày hôm nay nó chỉ có 8 triệu là chúng ta đã mua rất là rẻ rồi, đúng không? Đương nhiên là tiếp cận đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Thì anh em cũng tranh thủ để chúng ta chơi những con súp như thế này các bác nha. Một trong những dòng súp đẳng cấp và thực sự ưng ý các bác nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.